Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là sáng chủ nhật của gia đình nhà mình này, y như một bãi chiến trường luôn. Min Chu rồi Đông Gơn với cả chồng mình là tụ tập hết ở đây. Cả nhà đang giúp mẹ Ngoan đóng hàng. Trời ơi, cuối tuần, tại vì ngày mai là thứ hai ấy, cho nên là phải đóng hôm nay để mình gửi hàng đi ấy, cho kịp mọi người nhận trước Tết. Min Chu không làm lại còn ngồi cái kia. Mới mua được một thùng quýt ở siêu thị, người ta bán có 8.000 won mà được hẳn 5 cân. Mà nó ngọt lắm. Đây là Đông Gơn nhà mình này. Nóng hàng cho mẹ Ngoan giỏi chưa? Tại vì mình bảo là giúp mẹ tí xong rồi mẹ nấu cơm vất vả dọn dẹp các thứ ấy. Thế nào nó bảo vẫn khi con không chơi điện thoại nữa, xong rồi con giúp mẹ. Đó. Đây là cái sâm tẩm mật ong nguyên củ của nhà mình này. Đó, cái này bên Việt Nam mình mọi người mua rất là nhiều để làm quà Tết nhá. Đó, thời tiết nó lạnh cho nên bây giờ nó hơi cứng cứng này. Trước khi ăn thì mình bỏ ra một chút thì nó sẽ mềm, nó dẻo. Nguyên cả hộp này rất là lịch sự luôn. Còn đây là kem nền. Trước đây là có rất là nhiều người thích cái loại này này, nhưng mà một thời gian nó không được cả bộ cho nên là mình không bán. Cho nên là tháng giáp Tết này người ta khuyến mại thêm cả bộ như này này. Cái này là dầu tẩy trang này, nước hoa hồng này, sữa dưỡng. Còn đây là kem nền cho mọi người trang điểm ấy, mịn đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, mình đang chuẩn bị gửi về Hải Phòng. Rất là nhiều. Còn đây là máy rửa mặt. Đó, anh chị em nào mà có mụn đầu đen này ở cái vùng mũi các thứ ấy, rửa không sạch nào nó hay lên mụn cám các thứ, mình sử dụng cái máy này dùng thích lắm. Cái này là cũng chỉ có mấy cái thôi. Còn đây là mỹ phẩm của chồng mình, anh ấy hết từ đợt trước rồi mà mình cứ bận quá mình chưa có mua cho anh ấy được. Đàn ông dùng xương xương thế này thôi. Opa. Xăm môi. Lấy mỹ phẩm nhiều thế là chị người Hàn chị cho cái này này. Opa mới hết ba, kiếp cái. Kiếp cái mà sao ba. Thời tiết rét ấy, đeo cái này ấm lắm, Min Chu nó không có cái. Đấy, con trai ngồi đóng à. Chết thôi. Dạy làm cho nó quen chứ suốt ngày mẹ em vất vả ngồi chơi điện thoại là không được. Nó bảo là làm nó thú vị ấy. Còn đây là thạch lựu này mọi người ơi. Đó, một hộp như này, nhông sáng chưa? Cái hộp giờ mình mới bỏ ra đấy. Ngày nào cũng phải ăn hai gói mới được. Nó ngon đấy, nó kiểu chua chua nhớt nhớt. Bây giờ sau khi làm xong, hai mẹ con mình đi ra siêu thị mua đồ ăn linh tinh này. Còn Min Chu nhìn dễ thương chưa? Hai bên tay hai quả. Trời ơi, mới có hơn 5 giờ mà thời tiết đã tối om rồi này. Bây giờ mình đang tranh thủ làm cái món gì nhỉ? Bánh pizza, nhưng mà cái loại mình xúc ăn đó mọi người. Ở nhà có cái nguyên liệu gì thì mình làm cái đấy. Đây là ruột bánh mì nhá. Sợ nó hơi mặn này. Min Chu nhà mình nó thích ăn cái này này. Nấm này. Đây, những cái này thì mình đã xào qua rồi. Nấm với lại thịt bò hun khói. Hành tây đúng ra là phải có cả ớt chuông nữa. Màu nó đỏ nó đẹp nhưng mà hai đứa này nó chê nó không ăn. Nó ăn được cái gì mình làm đấy. Tiện. Đó. Đến phô mai. Một chút nước sốt này. Nước sốt này nước sốt cà chua nha mọi người. Cho thêm một chút này vào. Có gì cho đấy. Ôi, đứa này nó ở nhà nó đòi ăn đủ các thứ trên đời này, mình mệt ghê. Hết bánh mì, chờ bánh mì có mỗi cái. Là ngô hộp. Cuối cùng là thêm một lớp phô mai nữa là được. Min Chu nhà mình nó thích ăn cho nên cho nhiều chút. Trời, có nhiều quá không ta. Xong. Cuối cùng là hành mùi tây ạ, quên. Mình tẩy cho ít là nó thơm thơm ấy. Nên nhìn cho nó đẹp thôi chứ còn cái mùi này có cái gì vị gì đâu.
Xong. Chiếc kia là uống. Thiếu màu đỏ nhỉ. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi lò nướng như này này. Vừa nãy mình có để cho nó làm nóng tầm khoảng 10 phút rồi đó. Rồi. Còn ở đây thì anh Sú sẽ ăn cái món thịt nạc nọng mọi người ơi. Mua hai cái miếng này là mất 600.000. Bây giờ mình sẽ cho vào cái nồi này, cái chảo điện này nướng. Han jong sa. Ở bên Hàn nó gọi là han jong sa. Việt Nam mình gọi là nạc nọng. Bây giờ mình mới biết là lý do nó đắt ấy là tại trong cái phần một con lợn ấy nó được ít lắm. Phần nó đắt là vì như vậy. Nhà mình có cái chảo điện cho chồng mình hay là anh ấy cứ thích ăn thịt đấy chết thôi. Hôm nay bảo là giảm cân mà thôi chưa gì mà cái mùi thơm của thịt nó đã lên mùi rồi này. Rồi cái mặt mình tự nhiên lên cái mụn cả tuần nay không đỡ rồi ạ. Đau lắm mỗi lần rửa mặt. Không biết là bị cái gì, mụn chân cái sao hay đau rồi đâu. Bây giờ đang đợi bánh thi cha của Minju này. Cái phô mai bây giờ nó đang chuẩn bị tan chảy. Trời ơi. Mình mới mua cái lò này đó mọi người. 48 lít. Cái loại gọi là hình như là gần như to nhất nữa. Nếu mà mình sử dụng ở nhà là gần như to nhất rồi đó. Mà mua vào mua trên mạng đó. Nói chung là cũng rẻ, không có đắt mấy, mỗi tội nó nặng một tí thôi. Trời ơi, nó ngần mình sao nó nhẹ. Nó nhẹ tầm tọc vậy. Nó có gần được như được 30 cân hay sao ấy. Minju này nó không cắt đâu nhưng mà đông gân là cõng được đấy chúa. Ôi trời thế rồi á. Ồ nhẹ lắm. Ồ nó nóng. Ồ có mồi lúc làm nào không? Đã xong. Mình chưa nó bảo mẹ con nhìn ngon quá cơ. Đó, không ngập à? Không ngập bay rồi. Nhanh giờ ở nhà có cái nguyên liệu gì mình làm mà nhìn trông khá hấp dẫn nhỉ. Cái này thì mình lấy xìa mình xúc nhá. Tại vì không phải là cái loại pizza nó có cái miếng này. Đi từ đặc đi. Ôi, ngon chưa? Để rửa cho hai đứa nào. Thịt nào cũng nướng xong rồi, bây giờ gia đình nhà mình chuẩn bị ăn cơm. Bây giờ mình cũng ngồi đây ạ. Hôm nay là ngày nghỉ không có đi đâu hết mọi người. Ở nhà thôi, mình bận đóng hàng không ạ. Ba con nó cũng hộ mình một tí. Không có. Không có. Không có. Một tuần mà không ăn cái thịt này là nhớ không chịu được cái nào không ạ. Bác rồi. Lâu này thì mình mua, tại vì ở quê thì nó thời tiết lạnh mà nó hỏng hết rồi, nó chết hết rồi. Chỉ có mỗi cái đầu này bó khô là có thôi. Mà chồng mình anh mua cái củ cải muối đó, ăn kèm với lại thịt nướng ngon lắm. Ai à, sang Hàn du lịch thì nhớ cả cái món này á. Cho bánh mì mà ngon hẳn đi. Nó không có bị mặn. Ừ. 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 Ừ
chồng ăn thử. Chồng mình kiểu người ngày xưa ấy, anh mà làm anh cho cả kim chi thái mỏng vào nhưng mà mình không thích. Anh cứ đặt chuối không anh nhỉ? Nhưng chú mong luôn đúng lắm. Ai mà kiểu như là không có cái lò vi à, lò nướng ấy, thì mình có thể làm vào trong cái chảo nhá, cho nhỏ lửa thôi là nó cũng sẽ chín đấy. Với lại khoai, khoai luộc cái dòng mình nghiền ra. Một khoai nướng thôi chứ. Chắc là thôi mình đấy. Đấy. Nhìn một cô bố cô. Ăn thử không ăn. Thích ăn thế? Cứ ngực thích ăn. Ăn thì vào pizza hả? Pizza nó còn ăn. Pizza đúng không? Tôi đọc chút rồi nè. Chẳng hai đứa nó khen ngon mọi người. Đơn giản khó gì hết. Đó là bột sốt. Đó là cái đó của mình. Ăn bột. Ăn đi, bắt phải. Có chứ mà. Trong uống chi được. Mà anh có cái loại rượu đó nhẹ lắm, nó chỉ có gì mấy mấy độ ấy. Con gái cũng có thể uống được. Không có mùi mấy nhỉ. Đấy chứ. Cứ loại nhá. Như là kiểu rượu rượu nho ấy, rượu vang nó chẳng có cái vị gì cả. Hai đứa nó vừa ăn nó vừa khen ngon. Mình cũng mừng cơ, sợ chúng nó lại không ăn được. Ui giời, mình như là đi siêu thị phụ với mẹ Ngoan á. Cần gia vị cái nào là đi cùng. Cho cái đâu này. Mình sẽ cuộn một cái vào đây. Đó, phải cho cả cái ui cái từ từ ăn nóng này ăn sao? À cookie. Tớ thịt. Phải có thịt đã. Đó. Thêm một chút tương. Ai mà ăn được tỏi thì cho tỏi, hoặc là kim chi cũng được, nhưng mà hôm nay nhà mình không có. Có cơm nữa nhỉ. Cơm á. Ăn bùi rồi. Bùi cho chút cắt. Cơm đó đã xong một miếng. Muốn ăn cô kia mà. Ngon lắm. Không có quả. Chín tắt. Phải xin lắm là. Thì mà mẹ con ăn cái món này không? Còn ngon hơn là con ăn ở nhà hàng, ăn ở quán á. Không biết là tập hay là nói để mình vui không biết. Phải ăn nhanh, ăn cái này mà ăn kiểu ăn chậm á. Cái phô mai nó cứng vào xong mình lại phải quay tiếp. Trời, cái băng tới đi cả. Chả nhạt chưa? Lâu lắm rồi Đông Ngân mình chưa mới quay bữa ăn cùng với mẹ Ngoan.